Mình mến chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mười Gò Công của mình nha. Sáng hôm nay thì mình đang có mặt tại cái gò của anh Sơn để quay chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn xem. Bà con đang cắt quế cho anh Sơn ha. Cái gò anh Sơn rất là rộng nè. Ở đây thì anh trồng quế các nhánh nha cô chú anh chị. Quế này quế Thái. Đây là anh Sơn chủ gò nha cô chú anh chị. Đó, anh đang gươm ba cái quế chất vô sọt. Đá quế này trồng lâu chưa anh Sơn? Nay 5 tháng. 5 tháng hả? Ờ cái chuyến từ cái chuyến mà hỏi quay tới nay cũng lâu rồi mới trồng lại hay gì? Trồng 3-4 chuyến luôn. Trồng 3-4 chuyến. Vậy mà hỏi giờ sao không thấy ta? Này 5 tháng nay là lúc cắt tới giờ có giá không? Đủ giá. Ừ, giá có khi nào giá mười mấy 20 ngàn gì không? Có. Ồ, có lý ha. Ủa sao này thấy người ta cắt là người ta ấy còn chắc ông nhận vô vậy luôn hả? Thì giờ không có chủ mà chắc luôn. Ồ. Ba rồi. Rồi quế này cắt nhánh ăn nay 5 tháng rồi, mình vẫn còn cắt đùng đùng bình thường cái gì. Giờ nghe nói quế lên lại hay gì không biết có không à. Có không? Có nhúc nhích. Lên lại. Nay lên được 5-6 ngàn luôn. Không có 3 ngàn. 5 ngàn, nay lên được 5-6 ngàn. Vậy cũng được á. Ở nguyên cái gò của anh rộng nè con chị. Cắt hồi giờ 5 tháng này nha. Tự chủ nhà chắc vô vỏ luôn nha cũng vậy. Quý ăn này 5 tháng chứ còn cắt bình thường nha. Đây là có mấy cô mấy chị đang cắt. Quay mấy chị đó lên máy luôn. Lên cỡ với lên đài luôn á. Đẹp mà nãy thấy nó quay vô cảnh đẹp mà. Cái này vậy là mình cắt ở dưới kia mình vòng lên chỉ còn như đây à hả cô chị? Là mình cắt từ dưới đó mình bọc qua vô qua đây là xong. Dạ. Đám nhà ở dưới kia hả? Đám nhà còn dưới đám nữa. Ồ, gòi dưới trại ta. Sơn đại gia mà, sơn đại gia là nhất, sáu huệ đại gia tới sơn á. Ghê vậy đó. Bình thường thấy người ta cầm cái kéo ta nhóc bọn này chơi lấy liềm nạo gì luôn hả trại? Dạ, vậy là lấy liềm quất luôn. Quất là liềm bé ha. Chứ liềm bột quất nó bị dở đó. Kỳ quế. Chắc chuyến này xong cái thì xả quế xuống á, nghe nói có nhúp nhóm này, không biết sao đi chứ cái thì đeo 3 cây rồi thì toàn là dính chấu không. Sạch thì nó thuộc thuốc bệnh không cũng không sao. Còn cái thằng cái thì xịt sâu đậm đập liên tục. Cái này không có xịt sâu mà sâu hơi hơi à. Quế này sâu ba cái dẻ bùa xịt được, được. Mà tới tháng 8 tháng 9 này nó cũng bớt rồi, bớt bệnh rồi. Mùa này gì đâu bệnh hôm nay bệnh te tu hết đó. Cô chú chị các bạn thấy không? Cắt quế kiểu ở Gò Công mình nha. Nó không có giống như mấy chỗ khác nha cô chú chị. Ở chỗ khác thì người ta cắt bằng từng cọng, còn đây là chơi nạo bằng liềm không. Vậy mới giữ. Con thì vẫn còn phải không? Này thì cắt vài bữa nữa lên rồi nên mịt trời cây con. Năm ngày qua bỏ bình nước mắm luôn hả chị? Ừ, chị không còn sắp đi được. Chị đã sắp về đó, bà mượn sắp luôn. Bà đi không nổi, bà năm á. Bà phải ghé
với cào 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 nhìn đã. Đi tiếp để tới hỏi tôi về đâu. Bạn với tôi vậy, tôi đi về Kinh Một, bạn ấy ba con về Kinh Một rồi nên phải chạy giùm cho. Cái tiền đặt xe tôi. Sau khi tôi đạp xe tôi vô cho bà, bà đạp. Em đi bộ đâu được. Xe bà nằm rồi. Bà nằm đây mà cỏ thì vòng cho trọng. Hôm măng măng nhà có. Nay thử đăng lại không biết có còn khán giả nào nhớ tới cái kênh này không. Chứ bỏ lâu dữ rồi. Cô chú anh chị các bạn thấy cặp quế ha. Quế cao 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 rất là đẹp. Ý thì 5-6 tháng thì mình vẫn còn rất là ok. Giờ nói chung là đi khu vực này ít có quế, chỉ còn mấy cái đám vậy thôi, còn như cái thìa gì đâu. Nó vô trong vàng kinh mới có một lùm nhà đó thôi, nghe nói là mình qua thấy chắc cải nó là 60-70 tấn đó, mà đang bự rồi đó. Không biết. Đây, nha, công chị. Này thì nói chung là bớt vàng lá ha, rất đẹp. Đang rồi ra đám quế giờ mới thấy được live chim đi. Quay cắt bộ quá dần luôn cũng vậy. Mình cho anh Sơn ảnh chắc vô shot. Tự mình vô sọ luôn, giữ vậy này, tí làm 5-6 tháng nay tự muốn lên lái luôn nè. Tại này lên phụ chứ thì vậy làm thế muốn quen cái lên lái luôn à. Lái gì? Lái có nhiều loại lái à. Không quen. Cái đợt năm nào, 2 năm trước phải không ta, 2 năm trước, cái đám quế đó đó 12.000 kg đó, tặng cho ngon tới giờ thì mấy cây luôn hả, mấy cây đi. Đám quế này tiến nay trăm mấy triệu rồi. Đám này không hả? Giờ đợt kia nghe nó 20.000 mà cắt cũng mấy đợt nghe ngon quá ngon lắm mà. Tính ra ăn tới giờ luôn, ghê thiệt chứ. Mấy đợt trước ăn con bát à. Năm sáu tháng này nó cũng cỏi nha quý chị, nhưng mà vẫn còn ăn được. Đầu rài trở lên là nó sẽ hết bệnh, bớt gió chướng về 9-8, 9-10. Rồi thì bây giờ mình cũng tạm thời kết thúc video tại đây nha quý chị. Cô chú anh chị các bạn thấy video hay hữu ích hay cho mình một like cũng như một lượt đăng ký, cũng như là chia sẻ cho nhiều người xem nha. Chào, hẹn gặp lại quý chú chị các bạn vào video tiếp theo của mình.